yêu cầu anh xuống xe kiểm tra giấy tờ. Xuống xe. Dạ. Có gì đâu mà mấy anh kiểm tra. Có gì đâu. Báo cáo rõ, tôi cho triển khai ngay. Phát hiện thành phần khả nghi, tất cả vào vị trí, sẵn sàng hành động. Triển khai. Nhanh lên, xuống đi. Vô. Đi. Nhanh lên. Lẹ. Con lên. Con này nữa, nhanh lên. Lẹ mày. Xuống đi. Lẹ mày quá. Nhanh lên. Còn mấy đứa nữa kìa. Vô. Nhanh. Còn ai nữa không? Còn chờ lâu nữa không anh? Để tôi điện thoại hỏi xem. Yêu cầu cho kiểm tra tàu hàng. Vậy là sao? Anh Hải đã cho giấy thông hành rồi mà. Mà có gì đâu kiểm tra. Chú cầm lấy thuốc nước cho anh em. Anh cất đi. Hàng đã kiểm duyệt rồi mà. Có gì đâu kiểm tra. Anh đề nghị anh nghiêm túc. Ủa công an. Vậy là sao? Ủa? Vậy là sao anh Quang? Bỏ lên. Nhanh lên kìa. Nó chạy lên kìa. Bắt lấy nó. Đứng lại. Đứng lại. Đứng im. Các anh đã bị bắt. Giơ tay lên. Đứng im. Đi. Đi. Có sao không? Phương, em biết chỗ những cô gái khác đúng không? Em bảo vệ cứu họ đi. Dạ. Dạ dạ. Em biết rồi. Dạ. Dạ. Dạ biết rồi. Dạ anh yên tâm. Dạ. Em biết rồi. Thank you.
anh đã bị bắt. Chị dừng lại. Ngoan. Cáo không tìm thấy hung thủ. Anh Hoàng ơi, anh mở mắt ra đi anh Hoàng. Anh mở mắt ra đi. Chủ, hàng đã bị lộ, không được đi tới phía cảng nữa. Dạ bây giờ em phải làm sao ông chủ? Tìm một nhà trọ trong rừng, cứ bảo quản hàng tại đó. Dạ chờ lên. Dạ em biết rồi. Cho xe tấp vô lề đi. Dạ. Tụi bay đâu? Cởi trói, mở băng keo ra cho tụi nó đi vệ sinh. Nhanh lên. Nhanh lên coi. Còn mấy đứa kia sao? Dạ mấy đứa kia nó ngồi bên trong, nó không muốn đi. Rồi ok, đưa chúng nó đi. Nhanh lên. Tụi bay đi nhanh lên. Nhanh lên nhanh lên. Đi vô đi, đi, nhanh lên. Đi vô, đi. Tụi tôi đi tiểu, mấy ông đi theo làm gì? Đi ra ngoài kia. Không ai thèm nhìn tụi bay đâu. Đi vào bụi cây, nếp ở đó và đi vệ sinh đi, phiền phức quá, đi nhanh lên. Tụi nó là lô, làm như là riêng vậy. Ai thèm nhìn tụi bay? Còn không đi. Thôi đi đi, lẹ đi, nhanh lên. Nói tụi nó nhanh lên, còn đi nữa. Tụi bay giăng mồm ngủ ở trong đó hả? Nhanh lên, tao vô tao lôi đầu hết ra bây giờ. Đứng lại. Còn con nhỏ áo đen đâu rồi? Còn áo đen đâu? Con nhỏ áo đen chạy rồi, đuổi theo. Dạ, dạ. Đuổi theo, nhanh lên, bắt lại. Còn mấy đứa này, lên đi, lên. Tụi bay lại lên, nhanh lên. Nhanh lên. Cái thằng này đứng đây, canh chừng tụi nó. Con nhỏ đó kìa, chạy theo. Đuổi theo. Đó đâu rồi? Đợi thuốc ngủ tan hết á thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Bọn này nặng tay quá. Nhưng bác sĩ nói không đến nỗi nguy hiểm đâu. Không thấy Thủy. Theo em được biết thì tổng số nạn nhân là 20 người. Tại cảng chúng ta chỉ tìm được 13. Có lẽ họ cất giữ ở đâu đó để trao chuyển trong lần sau. Không, không phải vậy. Số nạn nhân bị đánh thuốc ngủ còn 7 người nữa. Bọn này không thể đánh thuốc ngủ để rồi cất nạn nhân ở đâu đó. Có thể lắm chứ. Đánh thuốc ngủ để chuyển họ tới nơi dễ dàng hơn. Hoặc là họ ở trong một chiếc xe khác. Không, em thì không nghĩ như vậy. Tao vẫn còn trống một chỗ cho một container. Nhất định chúng chỉ đưa hàng tới kịp thôi. Trong số nạn nhân đó chắc chắn có Thủy. Nếu vậy, lẽ ra là giờ này bọn chúng đã tới rồi chứ. Như vậy là chúng đã được báo động. Chuyển phương án B cho lùng sục tất cả các nơi. Dạ. Tụi bay bị gì vậy? Con này nó trốn thoát. Nó có vỏ nữa. Hai thằng bay phải canh chừng nó cẩn thận. Trói chặt nó vào. Nhét chẻ vào mồm nó nữa. Nghe chưa? Dạ. Coi mặt mũi nó như thế nào mà nó hà được tụi bay. À, thì ra là mày, con quỷ cái. Nó là công an. Tao đã từng gặp nó. Thì ra là vậy. Thôi cử nó luôn đi. Đằng nào cũng vậy, để nó lại rất nguy hiểm. Mang nó theo càng nguy hiểm hơn. Ông chủ mà biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ sửa vậy thôi. Từ từ để tao tính. Để tao gọi điện hỏi ông thử nha. Ông bận rồi. Có gì đâu mà phải gọi. Tiền trảm hậu tấu. Để con điên này lại chết chắc. Không thể hành động bộc phát được. Mất một con hàng á, sau này á biết nói sao với ông chủ. Mày á có đủ tiền đền cho ổng hay không? Nhưng mà nó là công an, có phải hàng đâu. Bây giờ á có nói gì á chưa chắc ổng đã tin, phải không? Để cho ổng thấy tận mắt á rồi ổng mới quyết định. Trước mắt á cứ đưa nó lên xe đi. Trói chặt lại, canh chừng cho nó cẩn thận. Đưa nó lên xe đi. Tụi bay đâu? Lôi nó lên xe. Dạ, dạ. Nhanh lên. Lôi mày. Lôi nó lên. Vô. Còn tụi bay nữa, đứa nào mà có ý định bỏ trốn thì cứ nhìn đó mà làm gương nghe chưa? Coi chừng tao đó. Đóng cửa lại đi. Ông chủ vừa gọi cho tao, hàng đã bị tóm. Tao biết rồi, quay về liền thôi. Nhưng mà lỡ bọn chúng tập kết ở đó thì sao? Chúng đã đuổi theo ta, tóm hàng ở cầu cảng thì không có lý do gì mà bỏ qua ngôi nhà của tụi mình đâu. Tao vừa điện thoại, thằng Hào nói bọn chúng đã rút khỏi đó. Với lại chúng ta quay lại thì có liên can gì? Không hàng, không có cớ gì chúng có thể bắt ta được. Quan trọng là mày phải lùng bằng được thằng Hoài, tao nghi lắm. Được, chắc nó cũng quanh quẩn ở đâu đó thôi. Tao sẽ tìm nó ngay. Vẫn chưa có xác định đối tượng giết Quan. Tôi nghĩ thủ phạm là người của gã trùm, gài theo để xử lý tình huống rủi ro nhằm giết khẩu bịch đầu mối. Không loại trừ đó chính là gã trùm. Đưa bên pháp y giám định xem.
Đó là đạn của loại súng nào? Chúng ta đã để sống tên tội phạm nguy hiểm. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra được kẻ trùm và hang ổ của bọn chúng. Theo tôi, nên bắt đầu từ đồng bọn của chúng. Người cần bắt bây giờ là Lan Anh. Nhân vật này là cánh tay phải đắc lực của tên trùm trong đường dây buôn bán người ra nước ngoài. Từ đó, chúng ta sẽ nắm các đầu mối và tìm ra dấu vết của xe tải hàng thứ ba. Trong đó có Thủy. Tôi đề nghị cho bắt ngay Lan Anh. Tôi đồng ý. Cho lệnh bắt khẩn cấp Lan Anh ngay bây giờ. Cuộc họp tạm dừng tại đây. Rõ. Hoài ơi! Hoài! Hoài ơi! Hoài! Trời ơi, ở đây mà nãy giờ kêu hoài mà không trả lời gì hết trơn à. Mày kêu công an hả? Đúng. Lan Anh, cô đã bị bắt. Thì ra mày là công an. Rồi mày sẽ bị qua báo đó. Dạy cô ta đi. Đi. Gỡ băng keo ra cho tụi nó dễ thở đi. Sao tự nhiên nhân hậu vậy? Có ngày tụi mình cũng như tụi nó vậy đó. Giúp chút xíu mày làm gì dữ vậy? Ừ, cũng được. Tụi nó dừng xe làm gì vậy ta? Ăn chứ làm gì. Tụi nó đâu có rảnh giúp tụi mình. Vậy thì tốt quá. Tao đang đói rã cả người ra rồi nè. Cổ họng thì khô khốc nữa. Yên tâm, tụi nó không dám để tụi mình chết đói đâu. Xuống. Mau lên. Đi. Đi. Xuống kìa. Nhanh lên đi. Xuống. Lại lên. Tè coi chừng đó. Ăn nhanh lên. Nhanh lên còn đi. Chủ quán ơi, tính tiền. Ăn lẹ lên. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hết bao nhiêu tiền? Tổng cộng 200 chị. Cầm đi, khỏi thói. Dạ, cảm ơn chị. Nha. Nhanh lên. Ăn uống đã xong rồi, tất cả lên xe. Nhanh lên.
đi mau đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nè. Với những chứng cứ này thì cô không thể nào chối cãi những việc mình đã làm, có đúng không? Cô là cánh tay phải đắc lực của tên trùm trong đường dây buôn bán người ra nước ngoài, có đúng không? Vậy hãy hợp tác với chúng tôi để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đừng mong ngoan cố. Hàng đã bị các anh tóm gọn hết rồi, còn gì nữa đâu? Chưa, chỉ mới có một phần thôi. Còn những nạn nhân khác ở đâu, cô biết chứ? Tôi làm sao mà biết? Tôi không có biết mà. Đừng tưởng qua mặt được công lý. Cô có nói không? Số hàng còn lại là do Hồng trực tiếp áp tải. Chắc là bị đánh động cho nên không cập cảng. Cô biết số điện thoại của cô ấy chứ? Cô ấy có hai số. Một số là để mọi người gọi đến, còn một số là để dành liên lạc riêng với ông Trùm. Không ai được biết, tôi cũng vậy. Cô gọi cho cô ta ngay. Đó, tôi nói mà. Thấy động là cô ta cắt máy liền. Có thật là cô không biết số máy kia của cô ta không? Tôi nói thiệt mà. Còn số máy của gã Trùm, cô biết chứ? Không, cũng như vậy đó. Ông ấy dùng mỗi số điện thoại với mỗi thành viên khác nhau. Gặp tình huống bất đắc dĩ thì sẽ cắt điện thoại luôn. Chỉ khi nào mà làm phi vụ thì ông mới liên lạc với tụi tôi. Còn lại thì phải liên hệ trực tiếp. Cô liên lạc với ông Trùm thường gặp ở đâu? Nhiều khi ông ấy đến ngôi nhà mà đã nhốt các cô gái như anh đã biết đó. Căn nhà đó có nhiều phòng lắm, nhưng mà thường gặp ở tầng hầm. Nhưng mà bây giờ không biết là còn ở đó không. Hắn là ai, tên tuổi và hình dáng như thế nào cô có biết chứ? Tôi thực sự không có biết. Cô là người thân cận của hắn, làm việc trực tiếp với hắn, vậy mà cô nói không biết là sao? Cô gạt tôi hả? Trời ơi, tôi không biết thiệt mà. Tại sao không biết? Tôi chỉ nhận lời từ điện thoại hoặc thấy từ đằng sau thôi à. Chẳng lẽ không có một đặc điểm nhận dạng nào hay sao? Dạ, chỉ có... Nói mau. Hàng luôn đeo một chiếc nhẫn thật to ở ngón tay, có hình con rồng được chạm bằng vàng. Xài vừa phải thôi.
Nè, anh tưởng anh là ai vậy? Anh lên tiếng với tôi đó hả? Kể từ nay, tôi với anh không có liên quan gì hết nữa. Dạ, anh đừng có làm phiền tôi nữa nha. Bye bye nha anh ba. Má mày, đồ chó! Vũ má, con Vũ, con đứng lại. Má, con đi đâu mấy ngày nay không về? Con sao vậy Vũ? Sao vậy? Anh có đã bị bắt mà mấy ông bắt con tôi vậy Vũ? Thôi được rồi, để tôi nói với má tôi một câu cái đã. Vũ ơi, có chuyện gì vậy con? Má, má tha lỗi cho con nha má. Vũ ơi, có chuyện gì vậy con? Thôi được rồi. Má, sao vậy? Sao bắt con tôi vậy? Má, tha lỗi cho con nha má. Vũ ơi. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Ây da. Kỳ này là nó chết chắc rồi. Thật tội nghiệp, ai biểu nó dám liều. Tụi mình đã bị bắt vào đây là cực lắm rồi, nó còn lại tự nhảy vào để điều tra nữa. Giờ thì làm mồi cho Nhung rồi. Nhanh lên, nó nhiều quá. Lên. Mày định giở trò gì đây hả? Tôi đau chân quá à. Mà mấy người còn trói tôi nữa. Mày mà không đi á là tao kéo lê mày đó. Muốn giết xong giết tôi ở đây luôn đi, còn đưa tôi đi đâu nữa? Đâu có dễ cho mày như vậy. Nè nè, mày muốn gặp mặt ông trùm lắm phải không? Trước khi chết á, tao cho mày toại nguyện. Hả? Bà cho tôi gặp ông trùm hả? Đưa đi, đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Ỉ vô. Được rồi đó. À.
vì tôi tin anh nên mới vô đây ngồi nè. Chỉ vì công việc mà anh sẵn sàng giết người không giao vậy sao? Tôi không có muốn giết cô. Thật lòng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Thôi không nói nhiều nữa. Quan trọng bây giờ cô phải giữ gìn sức khỏe để hợp tác điều tra cho chúng tôi. Lan Anh, cô sao vậy? Trực ban, gọi bác sĩ đi. Mày ngồi cho tử tế. Mày mà giở trò là chết với tao đó. Đồng chí, theo chẩn đoán của chúng tôi, bệnh của cô ấy hiện giờ là bị thiếu oxy não. Do đó cần phải được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, tránh để cho đầu óc bệnh nhân căng thẳng. Và đặc biệt là đừng để cô ấy thiếu ngủ nha. À, thuốc này là để điều trị cho bệnh đó. Còn nữa, ngoài ra cô ấy có bị cảm sốt đó. Chỉ cần uống thuốc này sẽ đỡ và sẽ khỏi nhanh thôi. Và nên nhớ là cần cho cô ấy ăn trước rồi mới uống thuốc nha. Cảm ơn bác sĩ. À, chào anh. Cô muốn ngồi dậy hả? Vâng. Cô vừa truyền thuốc xong, cứ nằm yên đây đã. Cô đi lại bây giờ chưa có được đâu. Cảm ơn anh. Có cháu ở đây, cô ăn một miếng rồi uống thuốc nghe. Cô ráng ăn miếng cháo đi rồi còn uống thuốc. Tôi không muốn ăn. Anh để đó đi, lát nữa tôi ăn. Thôi cũng được. Vậy thì cô uống miếng sữa để còn uống thuốc. Tôi không uống nữa đâu. Ủa, cô sao vậy? Không sao. Trừ má tôi ra, chưa ai chăm sóc tôi như anh hết. Má tôi thì mất rồi. Tôi đã khai hết những gì cần khai rồi. Anh đừng tốt với tôi để khai thác tôi thêm nữa. Thật sự là tôi không biết gì nữa đâu.
Thôi, cô đừng có mà nghĩ ngợi nhiều. Lúc này cô cần ăn dưỡng cho khỏe hẳn ra. Thuốc đây. Cô uống thuốc đi. Rồi, bây giờ thì cô cần ngủ. Bệnh của cô không thể thiếu ngủ được đâu. Anh Hưng à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có thật sự cần thiết lắm không? Lúc này cô còn đang mệt mà. Không sao. Vì tôi nghĩ là mình cần phải nói. Những thông tin này chắc chắn anh đang rất cần. Chị nói tiếp đi. Đó là những bí mật về một nửa chuyến hàng mà hai thành viên của gã trùng đang thực hiện. Đó chính là Bích và Hồng. Nhất định họ sẽ tiến hành theo phương án dự phòng. Đi đứng cho cẩn thận, đừng có giở trò. Ông chủ, tôi đã đem nó tới. Được rồi, mày xuống nhà đi, chờ lệnh của tao. Để xem mày là con nào mà dám đương đầu với tao. Thủy, sao lại là em? Anh Minh, sao? Vậy bây giờ anh tính xử lý tôi như thế nào đây? Thì bây giờ anh làm gì mà em chả phải chịu. Nhưng mà anh không nghĩ một cô gái can trường như em lại đang băn khoăn về một cái chết như vậy. Tôi nói cho anh biết, anh có thể giết được tôi, nhưng anh không thể giết hết được lực lượng công an, càng không thể dẹp bỏ được công lý lẽ phải trong cuộc đời này. Anh biết, anh biết. Thực ra anh chỉ có một ước muốn rất là nhỏ nhoi. Anh không có tham vọng gì cả. Nhưng anh không muốn đứa nào xí vào công chuyện làm ăn của anh. Nhưng mà
Hình như em đã xía vào quá nhiều rồi đó. Và em có biết là chơi với lửa là sẽ bị phỏng không? Em có biết không? Em đừng căng thẳng như vậy. Trong bộ dạng em lúc này á, thật là tệ. Nhưng mà anh vẫn thấy em hấp dẫn anh lắm. Đồ bẩn thỉu. Người đâu? Tống nó vô phòng giam, canh giữ cẩn thận và chờ lệnh của tao. Đi, nhanh lên. Anh Quang, em biết anh bị chết oan, anh sống khôn thác thiên, anh hãy phù hộ cho mẹ con em tìm ra manh mối kẻ đã giết hại anh. Em nhất định phải trả thù cho anh. Chào chị, nghe tin tôi tới đây chia buồn và xin được thắp nén nhang cho anh ấy. Sự việc xảy ra thật bất ngờ và đáng tiếc quá. Chính anh, anh đã làm việc với chồng tôi trong vụ vừa rồi, phải không? Có vấn đề gì hả chị Thanh? Cảnh sát, họ đã giết chồng tôi. Hôm đó tôi có mặt ở cảng và tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi không hiểu tại sao chị lại nói như vậy. Một viên đạn lạc. Tại sao? Tại sao lại có đạn lạc? Anh thử nghĩ coi, nếu không phải là cảnh sát thì ai vào đây chứ? Họ đã mượn danh xã hội đen để giết anh Quang. Tại sao chị lại biết điều đó? Anh Quang muốn tôi đi cùng ảnh để trợ giúp cho ảnh. Nhưng mà tôi chưa có kịp trợ giúp gì hết. Cảnh sát thì giống như từ trên trời rơi xuống vậy đó. Còn tôi bất lực khi nhìn thấy anh Quang liệt khỏi cõi đời này mà không kịp trăn trối gì hết. Chị, hãy bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh được đâu. Nếu anh là tôi, anh có bình tĩnh nổi không? Anh Minh, anh giúp tôi nha. Anh giúp tôi trả thù cho anh Quang. Tôi biết là bây giờ chỉ có anh giúp tôi được thôi. Chị à, chị bình tĩnh. Chị bị kích động rồi. Tôi không thể giúp chị trong chuyện này đâu. Mà tại sao chị lại nói việc làm ăn của Quang liên quan tới tôi? Mỗi lần vợ chồng tôi nói chuyện với nhau thì anh Quang có nói về anh. Cho nên một phần nào tôi cũng đã hiểu anh. Anh Minh, bây giờ tôi chỉ trông mong sự trợ giúp của anh thôi. Tôi phải làm một cái gì đó. Anh
Anh cho tôi theo anh để làm một cái gì đó đi anh Minh. Tôi phải hành động. Tôi phải hành động vì con gái tôi, vì vong linh của chồng tôi nữa. Anh giúp tôi đi anh Minh. Giúp tôi đi mà. Thôi được rồi, chị hãy bình tĩnh, tôi sẽ giúp chị. Sao rồi? Mọi chuyện mày lo tới đâu rồi? Chị yên tâm đi, mọi chuyện em đã lo xong hết rồi. Chủ quán em đã lo, còn tài xế em đã đổi luôn rồi đó. Thôi lên xe. Dạ. Chào chị. Dạ. Cho tôi hỏi, có phải vừa rồi có một số người mà đa phần là các cô gái vào ăn ở trong này phải không chị? Dạ không. Chị à, chúng tôi đã tìm tới đây. Tôi nghĩ chị cũng nên hiểu là chúng tôi đã biết rồi. Chị coi trong số những người đó có ai giống hai người này không? Không có ai giống hết. Chị nói thiệt đi. Mai á, là chị bảo quản đống hàng này rất là an toàn đó. Nếu không á, chắc ông Trùm bốc quả lên luôn á. Ông điên lắm hả? Ừ. Tao biết mà. Đã vậy á, con Lan Anh nó còn bị tóm nữa chứ. Ông không điên mới là lạ đó. Mày không biết được là mấy ngày nay á, tao căng thẳng như thế nào đâu. Chị thấy em có hơn gì chị đâu. Nhưng mà chị cứ yên tâm đi. Tập kết xong hàng ra cửa khẩu lần này rồi đó, thì chị em mình á có thể ăn chơi ca hát nhảy múa. Chết mẹ rồi, có đuôi. Chết rồi. Quẹo trái. Nhanh lên. Quẹo trái mau lên. Yêu cầu anh tắt vô lề. Giang đi. Đứng yên. Để lên lên. Xuống quá. Dạ. Xuống xe. Các bạn tới kìa. Mừng quá. Mừng quá được về nhà. Còn lại, giả lên xe. Lên. Còn các cô nữa, xuống xe. Lên. Báo cáo. Đã bắt được Hồng và Bích, nhưng không có tin tức của đồng chí Thủy. Rồi. Các đồng chí lập tức hỏi cung hai đối tượng Hồng và Bích. Tôi sẽ triển khai lực lượng truy bắt tên trùm. Mời vào. Dạ, con chào chú. À, cháu ngồi đi. Dạ. Thời gian gấp lắm. Cháu hãy ngồi xuống tường trình. Thời gian qua, chồng cháu đã làm ăn với những ai? Cháu phải khai thật tỉ mỉ. Để chú còn phải lên phương án. Dạ, chủ yếu là đưa đón, rồi liên lạc điện thoại với lại anh luật sư Minh. Và hôm nay anh đã đến nhà cháu, và cháu đã đánh lạc hướng ảnh.
Minh. Minh nào nhỉ? Minh. À, chú biết rồi. Alo. À, văn phòng phải không? Tìm cho tôi toàn bộ lý lịch của luật sư Minh, luật sư của Quang, trong vụ án của Diễm Hằng đó. Cháu nói với anh Minh là cháu muốn thay thế chồng cháu để làm việc ở trong cô nhi viện. Tốt lắm. Xong việc á, nhớ về ngay. Nhớ phải bình tĩnh nha. Dạ, cháu nhớ rồi chứ. Kính thưa các vị khách quý, ngày hôm nay trung tâm chúng tôi tiếp tục tổ chức nhận con nuôi. Và trong buổi sáng hạn hẹp này thì sẽ có 10 bé được nhận ba mẹ. Đó không chỉ là niềm vui của những người ba mẹ mà cũng là của chúng tôi. Và thủ tục sẽ được tiến hành ngay bây giờ. Thôi đi về. Thôi đi. Nhưng mà đông quá à. Có mấy quá trời luôn kìa. Dùng kìa đi hả? Tôi bắt hàng đâu rồi kìa. Hả? Má ơi. Chết mẹ. Công an tới. Đông quá. Chạy là thượng sách. Các đồng chí dây nhau lục soát. Chào. Sao ba ông chạy đồ? Tôi có làm gì đâu mà mấy ông bắt tôi. Ba anh chạy đồn để hợp tác điều tra. Mời anh. Đại ca, trèo nó dí quá. Giờ sao hả đại ca? Mà làm gì ở đây vậy? Dạ. Thank you.
Chúng ta đúng là cổ nhân. Tại sao ta lại không gặp ở một chỗ khác mà lại gặp ở đây? Tốt hơn hết là anh nên ra đầu thú đi, cũng không thoát được đâu. Đầu thú à? Mày nghĩ dễ vậy sao? Đừng có mơ. Đứng lên. Đứng lên. Phương Rùi, anh đang bị bắt. Nhanh lên, giơ hai tay lên. Tụi mày giấu Thủy ở đâu? Nói mau. Anh Hưng. Mở Thủy ra. Minh, mở dân xuống. Thả Thủy ra. Anh sẽ được sự khoan hồng của pháp luật. Tụi mày bỏ súng xuống. Bỏ súng mau lên. Đứng im. Đứng im. Bỏ vũ khí xuống. Bỏ ngay. Đi. Nhanh lên. Thủy, em có sao không? Thủy, về phần thứ hai, tôi báo cáo với các đồng chí một trường hợp mà các đồng chí ít nhiều cũng đã nghe về những sai phạm của đồng chí Lâm, thì ban giám đốc đã họp và ra quyết định là tạm đình chỉ công tác để chờ điều tra. Thì hôm nay tôi cũng muốn biết ý kiến các đồng chí thế nào về quyết định này. Tôi đề nghị các đồng chí cho biểu quyết là những đồng chí nào đồng tình quyết định đình chỉ công tác ông Lâm thì giơ tay. Rồi, vậy là các đồng chí có số biểu quyết cao. Tôi thành thật cảm ơn. Đồng chí, mời đồng chí Lâm vào. Rõ. Báo cáo thủ trưởng, em có mặt. Rồi, vừa rồi ban giám đốc sở có họp và đã quyết định. Được sự ủy quyền của sở thì đồng chí trưởng phòng tổ chức cán bộ sẽ công bố quyết định tạm đình chỉ đồng chí. Kính thưa đồng chí giám đốc, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trong cuộc họp, các đồng chí đã nghe đồng chí giám đốc triển khai công tác của đơn vị. Trong thời gian qua, đơn vị của chúng ta đã xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh, đặc biệt là các chuyên án về các đối tượng buôn người, buôn trẻ em ra nước ngoài để thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra các chuyên án, thì đồng chí Trung tá Lâm đã vi phạm kỷ luật, có mối quan hệ xã hội ngoài công việc rất phức tạp, có mối quan hệ với những đối tượng mà đó là những đối tượng mà chúng ta đang đấu tranh, có liên quan tới bọn tội phạm, gây cản trở cho công tác điều tra các chuyên án. Đặc biệt là chuyên án về buôn người ra nước ngoài, buôn trẻ em ra nước ngoài, đồng chí Lâm đã tiết lộ một số thông tin mà thuộc về bí mật của ngành. Tất cả việc làm của đồng chí Lâm đã vi phạm đến nội quy kỷ luật và nguyên tắc của ngành công an. Hôm nay đồng chí Thiếu tướng xuống đây. Thưa lệnh, ủy quyền của đồng chí Thiếu tướng, tôi thay mặt cho phòng tổ chức cán bộ công bố quyết định tạm đình chỉ công tác với đồng chí Trung tá Lâm kể từ giờ phút này.
Em thấy trong người sao rồi? Em đói. Anh lấy đồ ăn cho em ăn nghe. Ừ. Hay là ăn cháo nghe. Bệnh nhân ngồi dậy ăn cháo nào. Ăn nha. Như vậy người ta gọi là ốm ăn đó. Em á, làm cho mọi người lo lắng quá trời luôn. Mọi chuyện ra sao rồi anh? Gã Trùm đã bị tóm. Đường dây của gã đã giao trọng hết rồi. Chính hắn là kẻ chủ mưu giết Quang, Diễm Hằng và Trinh. Ừ. Diễn biến của sự việc thế nào anh? Ly kỳ, gây cấn lắm. Nói chung câu chuyện dài này chỉ kể được sau khi mang hết tô cháo này. Em biết rồi. Hết muỗng này nghe. Giỏi. Thủy à, mình cưới nhau nghe. Dạ. Thủy nè, anh rất cần có em ở bên. Trong cả cuộc đời này, anh nghĩ chúng ta không nên chờ đợi thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Lấy anh nghe. Em lấy anh nghe. Thanh, ở đây là bệnh viện chứ không phải là rạp chiếu phim. Thanh ngồi đi. Cảm ơn. Thủy, Thủy thấy sao rồi? Mình khỏe rồi, cảm ơn Thanh. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Mình chỉ muốn mọi chuyện được đưa ra ngoài ánh sáng và trả lại sự công bằng cho anh Quang mà thôi. Ừ, Thủy hiểu mà. Alo. Cậu về ngay. Vừa có hai chị em mất tích. Chúng ta phải lập một chuyên án mới. Tên mà chúng ta bắt hôm rồi chưa hẳn là tên trùm đâu. Dạ được rồi, tôi sẽ về ngay. Có chuyện gì hả anh? Có hai chị em mất tích.
tuổi từ 14 đến 16. Anh phải về đồ gấp. Em đỡ rồi thì ráng chịu khó nằm ở đây một mình nghe. Em đỡ rồi phải cho em đi nữa chứ. Ý đâu có được, đang như vậy mà làm sao mà đi được, phải ở lại bệnh viện mình chứ. Không sao đâu, mình khỏe rồi. Anh nghe lời anh, không có được đòi. Em vừa trải qua một trận chiến dài như vậy, em phải nằm lại nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Nhưng mà em có sao đâu, anh cứ cho em nằm đây hoài em bệnh thêm đó, cho em đi với nha. Thôi được rồi, vậy em thay đồ đi. Dạ. Này vậy. Cô uống nước đi. Dạ, cảm ơn cán bộ. Chúng tôi là người cảm ơn cô mới đúng á. Nhờ sự hồi tâm của cô mà sự giúp đỡ kịp thời của cô, đội BC45 của chúng tôi phá được án. Tên trùm đã bị bắt. Vậy hả? Xin lỗi. Xin lỗi cán bộ. Cảm ơn cán bộ. Không có gì, thôi chị về đi. Dạ, cảm ơn cán bộ. Chào cán bộ. Cố gắng sống tốt nha. Tôi về. À, cô cậu đã về, mời hai đồng chí ngồi. Ủa, tình hình mất tích của hai đứa trẻ như thế nào rồi thưa sếp? Có điện thoại của ba má nó. Đêm hôm qua nó cứ chát viết suốt đêm. Giờ thì về rồi. Ủa, còn cháu Thủy khỏe hẳn chưa mà giờ về đây? Dạ, cháu khỏe rồi ạ. Thưa chú, cháu không ngờ mình lại là ông trùm. Chú cũng không ngờ. Đúng là lưu manh mang danh trí thức mà. À, chú có món quà để tặng cho cháu đây. Hãy nghe đồng chí Thanh đọc quyết định. Thưa các đồng chí, tôi xin đọc quyết định khen thưởng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Số 30 KT QD Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2012. Quyết định khen thưởng. Đồng chí Hưng và đồng chí Thủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chú thay mặt lãnh đạo cơ quan, đây là một vinh dự. Thời gian qua cháu là một chiến sĩ rất ngoan cường. Chúc mừng cháu. Dạ, cảm ơn chú. Ủa, mà đồng chí Hưng sao mặt đỏ tươi vậy cả? Sao đỏ vậy? Có chuyện gì mà mặt đồng chí Hưng đỏ lên như vậy hả các đồng chí? Hai người làm việc cãi nhau suốt mà hôm nay lại ngại sao? Thấy hơi khó nói phải không các đồng chí? Chuyện gì vậy ta? Thưa thủ trưởng, thưa các đồng chí, coi khó nói quá. Ngày cưới của tụi tôi sẽ được tổ chức vào 2 tháng nữa. Xin chúc mừng. Chúc mừng nha.
Bất ngờ thiệt á. Mà xin lỗi.